Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã quay trở lại series quản lý gia sản cho người Việt của AZFIN Việt Nam. Vâng, trong quá trình thực hiện nội dung của series thì ekip của AZFIN có thường xuyên nhận được các cái câu hỏi. Đại ý là làm sao để chúng tôi có thể đưa ra một cái mục tiêu tài chính phù hợp đó với cái hoàn cảnh gia đình của mình đó, để từ đó nó làm cái nền tảng cho những cái bước đi phù hợp sau đó. Vâng, và trong cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng với anh Phục và Nam, chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định cái mục tiêu tài chính phù hợp với gia đình Việt. Vâng, xin chào anh Phục ạ. Xin chào anh. Dạ. Trước khi chúng ta nói tới cái câu chuyện về quản lý gia sản, thì trong cái quá trình thực hiện thì chúng ta nhận được rất nhiều câu hỏi như Nam vừa nói. Mọi người thường có cái sự thắc mắc nhiều hơn cái ở cái góc độ khi mà họ tiếp cận đến câu chuyện này. Họ nói là cái câu chuyện về đầu tư, phân bổ hay là quản lý cái tài chính thì họ cũng đã và đang làm rồi. Nhưng mà có lẽ nó hơi ngược một chút. Nhiều khi thực hiện theo cái lối mòn hoặc theo cái thói quen từ trước đó mà không có một cái mục tiêu tài chính rõ ràng. Mà có một anh có nói đó gần như là giống như cái việc là cứ đi nhưng mà thiếu cái la bàn dẫn lối, không biết là đi đến cái đích nào. Đó. Vậy thì Nam có một câu hỏi, đó là chúng ta đã trong cái quá trình vừa rồi á, thì ắt hẳn là trong cái việc mà chúng ta tư vấn cho những cái anh chị mà về cái nội dung đầu tư chuyên nghiệp hay là quản lý gia sản, thì anh đánh giá như thế nào về việc là cái mức độ khó khăn của mọi người trong cái xác định cái mục tiêu tài chính cho bản thân và gia đình? Vâng, thực sự thì cuộc sống thì bây giờ không như ngày trước, rất là hối hả tấp lập. Thế thành ra là đa phần mọi người thì cá nhân Phục đã từng tiếp xúc thấy rằng là về cơ bản thường là họ không đặt ra các cái mục tiêu tài chính. Hoặc nếu họ có đặt ra thì họ đặt ra một cách gọi là khá là hời hợt. Ví dụ như là định là 10 năm nữa mua nhà, hay định vài năm nữa mua xe. Chứ họ chỉ đặt ra như vậy thôi. Còn cái việc là đi sâu vào cái mục tiêu tài chính đó, cụ thể hơn như thế nào vân vân, thì họ lại không làm được. Bởi vậy cho nên là cái việc đạt mục tiêu bao giờ đạt được và đạt được như thế nào thì khá là khó. Và thực sự là nó đến một cách tự nhiên thôi. Bởi vậy cho nên cái hiệu quả của việc đặt mục tiêu tài chính nó không cao đối với đa phần mọi người, đặc biệt là ở Việt Nam hiện nay. Vậy thì theo anh, với các gia đình Việt Nam hiện tại thì một cái mục tiêu tài chính phù hợp, cái tầm quan trọng, cái ý nghĩa của nó thực sự như thế nào trong quản lý tài chính hay quản lý gia sản của một gia đình? Vâng, khi có mục tiêu thì rõ ràng là chúng ta có biết được rằng là chúng ta đi tới đâu, đi như thế nào. Giống như anh Nam vừa chia sẻ là đi phải có la bàn, đúng không ạ? Chứ không thể là chúng ta cứ đi ra đường đi, cứ đi đi, thì cuối cùng là chúng ta không thể đến đâu cả. Có khi lại đi vòng tròn, cuối cùng là sau một thời gian lại trở về vạch cũ mà không tới đâu cả, đúng không ạ? Thì khi có được cái mục tiêu tài chính thì rõ ràng chúng ta có được những cái đích đến. Thì khi có được cái đích đến thì chúng ta lại có được các cái kế hoạch hay là các cái chiến lược để chúng ta đi được tới đó một cách nhanh hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái việc là mình cần phải đặt ra các cái mục tiêu tài chính một cách rõ ràng, cụ thể để có thể hướng tới đạt mục tiêu trong tương lai. Tức là nó trước khi mà chúng ta làm đến những cái câu chuyện của việc là có các cái kế hoạch rồi các cái chiến lược, đúng không ạ? Về đầu tư hay về phân bổ thì đấy thì cần thì phải có mục tiêu rõ ràng trước, đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Tuy nhiên thì thực hiện cái đó thì chắc là ai cũng biết. Thì trong cái quá trình trao đổi ấy, thì anh đánh giá như thế nào về việc là những cái thách thức mà mọi người thường gặp? Bởi mọi người cũng biết là quan trọng đấy, nhưng mà cái việc mà khi mà đưa ra ngồi để đưa ra các mục tiêu ấy, thì những cái khó của mọi người nó như thế nào? Thực sự là nói thẳng luôn là đa phần chúng ta chỉ biết rằng là ok, mục tiêu tài chính là cái này cái kia. Nhưng mà chúng ta lại không biết cách đặt hay là xây dựng một cái mục tiêu tài chính làm sao cho nó phù hợp với bản thân. Chính vì không biết cho nên là người ta mới không làm kỹ cái vấn đề này. Thì theo như là các cái nhà khoa học hay là các cái chuyên gia hàng đầu trên thế giới, họ đưa ra cái cách đặt mục tiêu theo gọi là SMART. Đầu tiên tức là mục tiêu cần phải cụ thể, đúng không ạ? Dễ hiểu. Đó. Thứ hai là mục tiêu cần phải đo lường được. Đo lường được như thế nào. Và thứ ba là mục tiêu cần phải là có khả năng đạt được trong cái sức khỏe tài chính của chúng ta, trong cái năng lực tài chính của chúng ta. Và thứ tư là cái mục tiêu ấy là cần phải thực tế,
phù hợp. Và cuối cùng thứ năm là mục tiêu cần phải có cái thời gian một cách rõ ràng. Thì từ đó chúng ta mới biết được rằng là chúng ta sẽ đi như thế nào, bao giờ chúng ta đến. Đó, thì khi rõ ràng có một cái mục tiêu như thế thì chúng ta sẽ thực hiện một cách dễ dàng, kỷ luật và hướng đến nhanh chóng hơn. Vâng, anh Phục vừa nói đến một cái cách thức mà có lẽ là tương đối là phổ biến ở trên thế giới, về cái gần như là mọi người áp dụng ở trong mọi công việc khi mà chúng ta cần các mục tiêu, đúng không ạ? Đó, thì anh đã đưa ra năm cái yếu tố rồi. Thì Nam có một cái câu hỏi làm rõ hơn, đó là một cái mục tiêu tài chính được coi là tốt nếu như nó có những cái tiêu chí nào, cách thức thì như vậy rồi. Vâng, thì chúng ta thực ra là cái mục tiêu tốt cũng chính là cái việc là chúng ta xây dựng được cụ thể như thế theo cái tiêu chí SMART và phải phù hợp với bản thân mình. Và để tôi muốn đi sâu hơn vào cái câu chuyện là các bước để xây dựng một cái mục tiêu tài chính làm sao cho nó hiệu quả, cho nó phù hợp. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải phân loại mục tiêu đã. Thì mục tiêu tài chính thì thường phân ra làm 3 cái loại chính. Đầu tiên là mục tiêu ngắn hạn, thì khoảng dưới 3 năm. Đó là dành cho các cái công việc nó mang tính chất là cần cái nhu cầu tài chính nó vừa phải, nho nhỏ. Ví dụ như là mục tiêu có thể là rất đơn giản là chúng ta có một cái chuyến du lịch đi nước ngoài, đi châu Âu hay đi các nước chẳng hạn, thì cũng cần chuẩn bị trước thì lúc ý đỡ bất ngờ. Hay là mục tiêu chúng ta sửa chữa nho nhỏ ở nhà chúng ta, hay mục tiêu là chúng ta mua sắm cái tivi, hay là mua sắm một cái tủ lạnh, hay mua sắm một bộ bàn ghế cho gia đình của chúng ta chẳng hạn. Thì đấy, mục tiêu dưới 3 năm là mục tiêu ngắn hạn. Rồi tiếp theo cái mục tiêu thứ phân loại thứ hai đó là mục tiêu trung hạn, từ 3 đến 10 năm. Đó là ví dụ như là đối với các bạn sinh viên mới ra trường chẳng hạn, mục tiêu đó có thể là trong hơn 3 năm tới là mua cái xe máy chẳng hạn. Còn những cái người đi làm lâu hơn một chút là mục tiêu 3 đến 10 năm là mua cái ô tô hay là mua nhà. Đó, thì đấy là những cái mục tiêu trung hạn. Rồi mục tiêu dài hạn là mục tiêu trên 10 năm. Ví dụ như là mục tiêu cho con học đại học ở Mỹ chẳng hạn, hay học đại học nước ngoài vân vân. Đó, hay là mục tiêu là hướng đến tự do tài chính cho chính bản thân chúng ta. Thì khi mà xác định được các cái mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn chẳng hạn, thì lúc đó thì chúng ta mới sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân bổ nguồn lực một cách phù hợp, làm sao cho đáp ứng được cả các cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Còn nếu mà các cái mục tiêu chúng ta đề ra mà nó lại quá với khả năng thì chúng ta lại điều chỉnh lại. Thế thì sau một cái quá trình liên tục như thế thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái mục tiêu phù hợp. Và cái cách xây dựng các cái mục tiêu tài chính thì gồm có 4 bước như sau. 4 bước như sau. Thứ nhất là xem xét cái tình hình tài chính hiện tại của chúng ta như thế nào. Đó là tài sản chúng ta có bao nhiêu, nợ chúng ta có bao nhiêu, đó, tài sản dòng chúng ta có bao nhiêu. Rồi tiếp theo là cái báo cáo thu nhập của chúng ta hàng tháng, hàng năm là bao nhiêu, trừ đi chi phí thì ra cái lợi nhuận hàng năm có thể bỏ ra bao nhiêu, và cái tốc độ tăng trưởng thu nhập ý như thế nào. Thì từ đó chúng ta mới xác định được rằng ví dụ trong năm nay mỗi tháng tôi cho bỏ ra được 5 triệu, 7 triệu hay 10 triệu, năm tới thì tôi bỏ ra được bao nhiêu, và những cái tài sản hiện có của chúng ta mỗi năm nó đẻ ra cho chúng ta bao nhiêu tiền, hoặc tăng giá khoảng bao nhiêu. Thì lúc đó chúng ta biết được cái năng lực tài chính hiện tại của chúng ta. Đó, phải biết được năng lực đã, chứ không phải là tôi cứ đặt ra là tôi phải mua máy bay, tôi phải mua ABC, trong khi năng lực mình rất yếu thì làm sao có thể đạt được, đúng không? Thế thành ra rất khó, phải xây dựng trên cái nền tảng năng lực tài chính của chúng ta. Bước thứ hai là chúng ta cần phải liệt kê, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các cái mục tiêu tài chính. Đấy, cái điều này rất quan trọng. Tức là các cái mục tiêu tài chính của chúng ta, đầu tiên nó phải là thiết yếu nhất, phục vụ cái cuộc sống, đời sống của chúng ta sát nhất. Rồi sau đó mới đến những cái mục tiêu xa hơn, đúng không? Đó, thì đấy là cần phải sắp xếp các cái mục tiêu tài chính. Đó, bước thứ ba là lên kế hoạch cho từng mục tiêu tài chính, và quan trọng là phải thực hiện ngay. Tôi lấy ví dụ như này, có các cái mục tiêu tài chính, ví dụ ngắn hạn, trong vòng khoảng độ 3 năm tới là tôi muốn mua một cái bộ bàn ghế bằng gỗ cho gia đình chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Ngân sách nó khoảng 20 triệu chẳng hạn, để ví dụ. Rồi tiếp theo mục tiêu trung hạn
là tôi muốn xây một cái căn nhà thứ hai chẳng hạn, trị giá khoảng độ 2 tỷ đó, trong khoảng 7-8 năm nữa, 10 năm nữa. Rồi mục tiêu dài hạn hơn là tôi cũng muốn có một cái quỹ, gọi là quỹ hưu trí chẳng hạn, thì là mục tiêu khoảng độ 30 năm nữa. Đó, thì khi đó xác định các cái mục tiêu đó là như vậy, thì bây giờ chúng ta xem là chúng ta sẽ ưu tiên cái nào trước, thực hiện trước, hay là chúng ta sẽ đồng thời thực hiện. Ví dụ nếu chúng ta ưu tiên cái việc gọi là mua sắm cái bộ bàn ghế gỗ trước chẳng hạn, bởi vì nó rất là cần dùng, cần thiết hiện nay. Đó, thì do đó thì chúng ta có thể phân bổ nhiều hơn một chút để có thể sớm đạt được hơn một chút. Đó, ngược lại cái mục tiêu tự do tài chính chẳng hạn, thì đây là một mục tiêu rất là dài hạn, lâu dài, chúng ta vẫn phải thực hiện luôn. Nhưng mà do vì có thể là chúng ta chưa có một cái hướng, một cái rõ ràng cụ thể hơn để đạt được, thì chúng ta có thể đi một cách từ từ hơn, vừa đi vừa học. Đó, từ đó rồi sẽ xây dựng được. Và cuối cùng cái bước thứ tư là chúng ta đánh giá lại cái tiến độ thực hiện các cái mục tiêu. Nếu mục tiêu ngắn hạn thì theo hàng quý chúng ta đánh giá lại, còn mục tiêu chung và dài hạn thì hàng năm chúng ta phải đánh giá lại, xem chúng ta đã đi được bao nhiêu phần trăm mục tiêu rồi. Đó, đúng ạ. Rồi là cái các cái bước đi như thế nó có đạt được như kế hoạch hay không, hay là chúng ta có thể đẩy nhanh hơn hay không, hay nó có thể bị delay chậm đi hay không, thì chúng ta cần phải điều chỉnh cho nó phù hợp để thực hiện một cách tốt. Thì đó chính là cái tôi muốn chia sẻ thêm đến quý vị nhà đầu tư. Rõ ràng rất khó khăn trong việc đặt mục tiêu, nhưng chúng ta cần phải xác định được những cái yếu tố đó thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn trong cái việc đặt và thực hiện các mục tiêu tài chính. Vâng, anh Phục có đưa ra rất là rõ về cái cách chúng ta phân loại các cái dạng mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đó, thì Nam ở đây trong này thì Nam có một cái băn khoăn, đó là ở các gia đình Việt Nam ấy, thì có vẻ như là những cái câu chuyện về mặt dài hạn nó còn hơi khó với mọi người. Như cái phần anh chia sẻ là cũng chúng ta hay gặp một cái hiện tượng, tức là mọi người cứ, Nam không nhớ lắm cái từ anh Phục dùng, nhưng mà những cái khó khăn của những cái mục tiêu ngắn hạn ấy, nó khiến cho những cái việc mà các cái mục tiêu trung hạn, dài hạn nó bị ảnh hưởng, và thường nó hay bị độ trễ. Đấy, như anh phần anh nói là có mục tiêu là phải làm luôn đó. Đó, thì ở góc độ của một gia đình Việt thì anh đánh giá như thế nào, là tức là nói đơn giản là chúng ta nên ưu tiên cho các cái mục tiêu ngắn hạn hơn hay dài hạn hơn? Thực ra cái câu chuyện như này, đầu tiên là chúng ta đặt các cái mục tiêu nó phải khả thi, đúng không ạ? Nó cụ thể, khả thi, có thể thực hiện, có thời gian, thì tức là chúng ta cũng đã tính toán một cách gọi là tương đối sát rồi, biết rằng là sẽ phân bổ bao nhiêu rồi. Thì về cái ưu tiên ấy, thì liên quan đến ngắn hay dài ấy, thì thực ra là về cái câu chuyện ở đây nó cũng không hẳn là việc ngắn hay dài đâu anh Nam, mà nó liên quan đến cái việc là cái mục tiêu ấy nó có cái độ, mức độ cần thiết hay mức độ bức thiết đến như thế nào. Đó, thì chúng ta nên ưu tiên những cái gì mà chúng ta cần phải sử dụng, hay là nó liên quan đến cái đời sống của chúng ta trước. Đó, những cái mục tiêu đó chúng ta phải thực hiện ưu tiên hơn một chút, chứ không có nghĩa là chúng ta dồn toàn lực cho nó. Anh nào? Thế thành ra là cái việc ưu tiên này là phải những cái gì đó thiết thực, thiết yếu nhất với chúng ta thì chúng ta sẽ đặt lên phía trước, rồi sau đó mới đến các cái mục tiêu mà nó gọi là nó mang lại cái cảm xúc, nhưng nó bớt cái thực tế hơn. Tôi lấy ví dụ như này. Ví dụ về cái câu chuyện là mục tiêu để mua một cái phương tiện đi lại cho chúng ta chẳng hạn, để cho nó an toàn hơn, đi làm việc nó tốt hơn, thì chúng ta phải ưu tiên trước so với cái mục tiêu là chúng ta đi du lịch, đi du lịch nước ngoài hay đi du lịch đây kia để trải nghiệm chẳng hạn. Đó, thì thông thường là như thế. Còn tất nhiên một số người thì họ bảo họ không quan tâm lắm, họ chỉ quan tâm đến cảm xúc, thì đấy lại là cái câu chuyện khác. Nhưng đứng trên góc độ tài chính thì phải quan tâm đến cái mục tiêu thiết thực đó trước, sau đó mới đặt đến các cái mục tiêu mà nó không trực tiếp, không tác động đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta nhiều. Đó, thì đấy là cái chia sẻ. Hay tiếp theo là các cái ưu tiên này, chúng ta ưu tiên các cái mục tiêu về việc liên quan đến thực tế, thực tiễn hàng ngày hơn là những cái mục tiêu mà một lần. Đó, thì đấy là những cái ưu tiên nhà mọi người nên đặt ra cho mình. Trong quá trình tìm hiểu thì Nam cũng thấy là có một số những cái quan điểm họ đưa ra là giống như cái phần anh Phục có chia sẻ, có cái sự đánh giá, điều chỉnh. Thì có một kỹ thuật đó là biến những cái mục tiêu dài hạn ấy,
nó thành những cái nó mang tính ngắn hạn và trung hạn hơn, tức là từng cái bước đạt được, thay vì là chúng ta cần phải mất 20-30 năm để chúng ta có thể là đánh giá xem có đạt được cái đó hay không. Thì có những kỹ thuật tức là 2 năm hay 3 năm chúng ta đã có thể xem là từng cái phần đó rồi, từng cái phần mục tiêu chúng ta đạt được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm và làm được những cái cấu phần gì ở trong cái câu chuyện của một mục tiêu dài hạn rồi, thì nó sẽ dễ thực hiện hơn khá là nhiều. Và đúng như anh Nam nói thì về cơ bản, ví dụ như các cái mục tiêu về tự do tài chính nó rất là xa, nó lên đến ví dụ để đạt tự do tài chính thì phải có một khoảng độ tối thiểu là khoảng 10 tỷ hoặc 20 tỷ chẳng hạn, hoặc tính ra đô nó khoảng 500 ngàn đô đến 1 triệu đô chẳng hạn. Thì khi đó nếu mình đặt mục tiêu thế thì cảm giác nó rất là to lớn và lâu, thế thì rất là khó có thể là đồng hành cùng đó lâu dài. Vậy thì chia nhỏ ra, như anh Nam nói, ví dụ chia nhỏ ra trong vòng 5 năm tới thì mình phải tích lũy đạt được cái quỹ về cái quỹ về cái tự do tài chính ý là 5 năm tới là khoảng độ 2 tỷ chẳng hạn. Đó, rồi sau đó cần thiết thì mình lại chia nhỏ cái mục tiêu tiếp. Ví dụ thế thì trong 1 năm tới thì mình phải bỏ ra khoảng độ 150 triệu chẳng hạn. Đó, thế thì cứ sau mỗi năm thì chúng ta lại đạt được các mục tiêu nhỏ, chúng ta review lại, đúng không ạ? Rồi là nhiều năm thì lại mục tiêu nhỏ thành mục tiêu lớn hơn, và cuối cùng chúng ta đạt được kế hoạch. Thì những cái anh Nam chia sẻ rất là hay, rất là hợp lý. Và cái này cũng là một cái thực tiễn mà đa phần những cái người mà họ nghiên cứu cũng như là ứng dụng cái quản trị tài chính vào tốt, họ làm được cái điều đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Phục. Vậy thì chúng ta chắc là chúng ta sẽ chuyển đến phần thứ hai. Phần này nó sẽ liên quan nhiều hơn đến các nội dung về đầu tư, về các cái kỹ thuật mà chúng ta áp dụng để có thể đưa ra được một cái mục tiêu tài chính phù hợp. Vậy thì có rất nhiều câu hỏi mọi người quan tâm đến việc là làm thế nào. Vâng, như cái phần chia sẻ của anh Phục có câu chuyện về mua nhà, mua xe, rồi quỹ hưu trí, rồi du học gì đấy, đúng không ạ? Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể xác định được cái số tiền mà chúng ta cần có cho các cái mục tiêu tài chính của gia đình? Vâng, thực sự cái vấn đề này thì đòi hỏi là mỗi người chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ về cái mục tiêu ấy. Cái mục tiêu nó phải rất cụ thể là cái gì đấy. Đó, ví dụ như là như anh Nam có chia sẻ, ví dụ như mục tiêu du học chẳng hạn. Bây giờ cho con du học ở Úc, ở Mỹ chẳng hạn. Ví dụ cho con du học ở Úc mà cái trường đó thì chúng ta phải nghiên cứu trong 10 năm qua thì học phí như nào. Và dự báo 10 năm tới với cái lạm phát khoảng 3-4% vân vân thì học phí nó thường như thế nào. Đúng không ạ? Thì khi chúng ta xây dựng được như vậy là học phí cho các bạn ấy khoảng độ 3 tỷ chẳng hạn. Mà con bây giờ là mới có 8 tuổi thì còn khoảng độ 9-10 năm nữa đạt đến mục tiêu đó. Đúng không ạ? Thì cần 3 tỷ. Thì 3 tỷ chúng ta lại chia ra mỗi năm là cần bao nhiêu triệu. Đúng không ạ? Mỗi năm thì cần khoảng độ 700 triệu chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như thế. Thì đến năm thứ 10, tức là bây giờ các bạn 8 tuổi, thì đến năm thứ 10 lúc ấy mình cần 750 triệu. Năm thứ 11 cần 750 triệu. Năm thứ 12 cần 750 triệu. Năm thứ 13 cần 750 triệu. Vậy thì để đạt được một cái chuỗi như thế thì chúng ta quy về hiện tại là bây giờ vậy mỗi tháng chúng ta cần phải có bao nhiêu. Đúng không ạ? Cần có bao nhiêu để đến năm 18 tuổi chúng ta có khoản tiền như thế. Đó. Thì bây giờ chúng ta lại chia ra trong 10 năm. Và với cái lợi suất trong cái danh mục đầu tư của chúng ta, thì ví dụ chúng ta gửi ngân hàng nhỉ, lợi suất chỉ được 7% thôi. 7% thôi, thì như vậy là mỗi năm, mỗi tháng chúng ta cần phải bỏ bao nhiêu. Đó. Và chúng ta xem rằng mỗi tháng bỏ ra thế thì cái thu nhập của chúng ta có đáp ứng được cái việc bỏ ra từng ý không, và có ảnh hưởng đến các cái mục tiêu khác không. Đó. Thì nếu mà ok là đáp ứng được, ok các mục tiêu và có khả thi, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện từng bước một như vậy. Và cái lưu ý trong cái việc là hoạch định các mục tiêu và thực hiện các mục tiêu tài chính ấy, ví dụ như đi du học, thì cái câu chuyện ở đây là từ năm hiện tại đến năm thứ 10, tức là năm 18 tuổi ấy, thì chúng ta có thể là đầu tư theo đúng những cái chiến lược, các cái kênh tài sản. Nhưng mà từ năm 18 tuổi đổ đi thì lúc ấy chúng ta phải giảm bớt cái rủi ro cao nhất có thể của cái danh mục ấy. Ví dụ có thể chuyển về cái gửi ngân hàng cho chắc. Thì lúc ý là cứ thế thực hiện thôi. Còn trước đó thì chúng ta có thể đầu tư các cái kênh khác, ví dụ như bất động sản, cổ phiếu hay vàng hay vân vân. Nhưng mà đến năm thứ 18 nên co về một cái tài sản nó thanh khoản nhất, an toàn nhất, để có thể là thực hiện cái mục tiêu một cách trôi chảy nhất. Thì đấy là những cái ví dụ tôi muốn đưa ra là như vậy. Vâng, tức là anh Phục sẽ đưa ra cho mọi người một cái hình dung là chúng ta sẽ phải tìm hiểu rõ về cái mục tiêu chúng ta muốn,
thì mới có thể đưa ra được cái con số cụ thể, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ tìm một cái hệ quy chiếu của việc là thời gian nó kéo dài bao nhiêu lâu, lợi suất trong bình quân của danh mục chúng ta dự kiến là sẽ khoảng bao nhiêu phần trăm. Và anh Phục có một cái ý rất hay, đó là có hai ý rất hay. Thứ nhất là cần phải chia nhỏ nó ra hàng tháng, hàng năm. Và một cái cuối cùng đó là ý 18 tuổi. Ý đấy chắc là rất quan trọng đấy. Vâng. Thì nhân đây tôi cũng chia sẻ thêm bản thân gia đình tôi cũng thế thôi. Thì cháu nhà tôi năm nay gần 5 tuổi. Tuy nhiên thì tôi cũng đã tích lũy cho cháu được hơn 5 năm rồi. Từ khi mang bầu cháu khoảng 4 tháng thì mỗi tháng thì gia đình tôi bỏ ra khoảng độ trung bình khoảng 3 triệu. Bỏ vào một cái tài khoản đầu tư cho cháu. Thì đến nay đâu được hơn 5 năm rồi. Thì cũng đâu đó thì vừa gốc lại vừa sinh lời thì nó cũng được khoảng độ 340-350 triệu rồi. Thế thì sở hữu vì sao tôi lại bỏ ra khoảng 3 triệu? Bởi vì tôi tính toán rằng là cái việc bỏ ra 3 triệu ấy với cái lợi suất trung bình đâu đó khoảng độ 10% thôi. Thì đến năm 18 tuổi thì cháu thừa khả năng có thể là học đại học đó, thậm chí là đi du học nước ngoài mà vẫn tương đối thoải mái. Thế thì tôi chuẩn bị ngay từ sớm nhất có thể. Thế thì cái thời gian nó dài hơn, đúng không? Thay vì ví dụ như là chuẩn bị trước có 3-4 năm thì lúc đó cái lượng tiền hàng tháng phải bỏ vào rất lớn. Nhưng mà tôi chuẩn bị trước khoảng 18-19 năm thì khi đó cái lượng tiền bỏ vào nó lại rất là nhỏ và nhẹ nhàng cho chúng ta thực hiện. Đó, thế thành ra là nó cũng dễ dàng hơn. Đấy, chia sẻ thêm với quý vị một chút này như vậy. Dạ vâng. Ở phần vừa rồi anh Phục cũng có chia sẻ một chút về cái góc độ của cái câu chuyện về đầu tư, danh mục, tỷ lệ lợi suất như thế nào. Chúng ta nhìn rộng hơn một chút đi ạ. Các cái hộ gia đình mọi người sẽ cần phải phân bổ nó như thế nào giữa câu chuyện của tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư ở trong cái câu chuyện này để chúng ta có thể đạt được một cái mục tiêu phù hợp. Phần mình anh Phục có nói đến câu chuyện đầu tư rồi đó. Tuy nhiên thì tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư thường là ở trong các gia đình Việt Nam mọi người sẽ hay đưa ra ba cái khái niệm đấy. Vậy thì cần phải cân đối nó như thế nào? Vâng, về cơ bản là như thế này. Nếu mà đối với những người mà chưa thực hiện về việc quản trị tài chính có kinh nghiệm ấy, chưa có kinh nghiệm ấy, thì rõ ràng rằng là họ phải rất là kỷ luật. Họ phải đưa ra rất rõ ràng để thực hiện cái điều đó. Bao giờ tạo được thói quen thì lúc ấy cũng không nhất thiết là phải đưa ra những cái gì đó nó quá là chi ly khắt khe đâu. Nhưng tuy nhiên ban đầu thì cần phải đưa ra. Đó là ok, mình cần phải làm lại, ngồi lại xem là chồng bao nhiêu, vợ bao nhiêu, một tháng thu nhập được bao nhiêu. Thì thu nhập bao nhiêu đó thì mình tính toán xem là mình chi tiêu hết khoảng bao nhiêu hiện tại và mình bỏ ra được bao nhiêu đã. Đó. Sau khi chúng ta thấy rằng nếu chúng ta bỏ ra được ok, thoải mái mà cuộc sống chúng ta ổn thì như vậy chúng ta cũng không cần phải quá cầu kỳ trong việc cơ cấu tiếp đâu. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái lượng tiền chúng ta bỏ ra nó nhỏ quá và để đạt được các cái mục tiêu tài chính nó vô cùng khó khăn, thế thì lúc ấy chúng ta mới phải cơ cấu lại rất mạnh mẽ cái việc chi tiêu. Đó, cơ cấu lại rất mạnh mẽ cái việc chi tiêu để làm sao cái chi tiêu nó giảm thấp xuống và trong một cái khoảng nào đó. Và sau đó khi thực hiện thì lúc ấy mới đến cái bước là chúng ta lấy cái phần tiết kiệm đầu tư chúng ta bỏ ra trước và chỉ giữ lại phần ấy để chi tiêu sao cho kỷ luật nhất. Đó, nhưng mà cái gốc ở đây vẫn phải là chúng ta phải tính toán xem này nên chi tiêu như thế nào, vân vân ABC để cho nó hợp lý. Chứ không phải là gốc ở đây là ôi tôi cứ gọi là tiết kiệm trước rồi đi chi tiêu sau, không có chuyện đó. Nó vẫn phải xuất phát từ cái việc chi tiêu như thế nào cho khoa học, cho hợp lý, cho phù hợp đã. Còn một số người thì gọi là theo cái trường phái cực đoan quá, tức là họ mỗi tháng họ cứ phải bỏ ra từng này, còn chi tiêu tất cả phải dồn trong cái số còn lại. Thì nhiều lúc thì cuộc sống nếu mà chúng ta tính toán không cẩn thận ấy, thì cái việc đó nó lại gây những cái áp lực rất là lớn trong cuộc sống và nó làm cái chất lượng cuộc sống của chúng ta bị giảm rất nhiều. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta cần phải xem lại đó là các cái nguồn thu nhập của chúng ta có thể gia tăng được hay không. Đó, ok, tiết kiệm rất tốt, nhưng mà tiết kiệm thì cũng không thể gọi là nó có giới hạn thôi. Đó, chính vì thế cho nên là những người mà có được những cái kết quả tốt thường là họ lại phải tập trung một cái phần còn lớn hơn một chút so với phần chi tiêu tiết kiệm. Phần chi tiêu tiết kiệm có khi là chỉ một vài buổi này chúng ta ngồi chúng ta cơ cấu rồi ứng dụng 1-2 tháng là xong. Nhưng mà cái quan trọng là cái phần gọi là thu nhập phải tăng tốt cơ. Đấy, thì lúc ấy hai vợ chồng gia đình ngồi lại với nhau để xem rằng thu nhập của chúng ta như vậy đã tới hạn chưa?
Nếu chưa thì còn cái ngách nào để có thể tăng? Nếu tới hạn rồi thì bây giờ, nếu tới hạn rồi thì lúc ý mới lại phải, à như vậy phải học thêm cái việc đầu tư sao cho vừa chắc chắn vừa hiệu quả hơn. Còn nếu chưa tới hạn thu nhập có thể tăng tốt thì chúng ta hãy tập trung vào đến đẩy cái thu nhập đó lên. Đó, khi đẩy cái thu nhập đó lên thì chúng ta sẽ bỏ ra được nhiều hơn để đầu tư. Và sau một thời gian chúng ta cân đối lại, ok, cái lượng tiền của chúng ta nếu mà tập trung vào tối ưu đầu tư nó sẽ sinh lời cao hơn so với việc tối ưu tăng thu nhập, thì lúc đó chúng ta lại phân bổ thời gian nhiều hơn cho cái việc đầu tư. Tức là nó cần phải có lộ trình một cách rõ ràng. Hay là trước đây tôi có chia sẻ một cái gọi là lộ trình. Ví dụ như là từ 20 tuổi đến 30 tuổi chẳng hạn, thì là chúng ta phải làm việc hết mình để lấy kinh nghiệm và gia tăng thu nhập dần. Từ 30 đổ đi thì chúng ta bớt một chút thời gian ra học đầu tư và phân bổ và đầu tư. Và từ tầm khoảng 35-40 đổ đi thì lúc ý chúng ta cần duy trì công việc để lấy dòng tiền. Còn cái việc chúng ta tập trung để thúc đẩy gia tăng thu nhập chính là việc đầu tư. Đó, thì khi chúng ta làm được như thế thì về cơ bản là cái dòng tiền của chúng ta sẽ ngày càng lớn hơn, thì cái mục tiêu của chúng ta ngày càng dễ đạt được hơn. Đó chính là cái lộ trình mà gọi là chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh Phục. Rõ ràng thì ở đây chúng ta có một cái bức tranh nó tổng thể và sâu sắc hơn rất là nhiều so với cái những gì mà bình thường mọi người vẫn nghĩ đến, vẫn nói đến. Như anh Phục có chia sẻ thì Nam nghĩ đến hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất của những người nói về việc là thu nhập thế này thì không có để đầu tư, thì sẽ là những người mà mọi người chi tiêu trước, xong rồi còn gì thì chúng ta tính. Chúng ta đã về cơ bản thì nhiều hộ gia đình mắc kẹt ở trong câu chuyện đó rồi. Đó. Mặt khác thì cũng có những người mà nhìn về những mục tiêu rất là dài hạn như anh nói, và chấp nhận là sống một cái cuộc sống nó có thể nói là nó hơi khó khăn ở hiện tại. Đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái câu chuyện về chất lượng cuộc sống rất nhiều. Như anh nói, dài hạn thì là như vậy rồi, nhưng mà ngắn hạn chắc là chúng ta vẫn sẽ cần phải, như phần trước chúng ta nhắc đến câu chuyện của tính cấp thiết, đúng không? Đó, thì chất lượng cuộc sống hàng ngày nó cũng quan trọng chứ. Đúng rồi, rất quan trọng. Chúng ta hy sinh 10-20 năm để cho một cái thứ gì đấy ở quá xa, có lẽ là cũng tốt thôi. Tuy nhiên thì là nó sẽ tốt hơn nữa nếu như là chúng ta tập trung cho cả những thứ hiện tại. Như cái phần chia sẻ của anh Phục có lẽ là cũng là một cái phần thông điệp mà Ezefin đã truyền đạt đến quý anh chị khá là nhiều lần. Đó là tập trung cho bản thân, phát triển bản thân để phát triển thu nhập. Còn câu chuyện của hoạch định hay là những cái chúng ta có thể vẽ ra được thì như anh nói có thể ngồi một vài ngày ra rồi. Còn những cái thứ chúng ta cần phải nỗ lực và cần phải thời gian. Đó, làm việc xong rồi nó mới chuyển biến thành các cái hiệu quả được, đúng không ạ? Vâng, thì đó sẽ là một cái gì đó chúng ta cần nhìn nhận và cần đầu tư cả những cái như anh nói ở cái phần chia sẻ của anh Phục, đó là vợ chồng ngồi với nhau cùng trao đổi, cùng thảo luận, cái đó quan trọng lắm. Bản thân ở gia đình Nam thì Nam và vợ Nam cũng vậy, có những cái thảo luận để làm sao phát triển bản thân và tăng trưởng cái thu nhập dựa theo cái tầm nhìn dài hạn của mình. Đó. Vâng, và một yếu tố nữa chúng ta cần quan tâm đó là một câu chuyện có lẽ là gần thời gian gần đây cũng ở trên một số cái phương tiện thông tin đại chúng cũng có nhắc tới, đó là câu chuyện của tín dụng và vay nợ. Chúng ta có đến một số những câu chuyện nhỏ nhỏ vui vui thôi về câu chuyện của sử dụng thẻ tín dụng như thế nào đấy, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể quản lý nợ và cái chuyện vay mượn trong gia đình đó, để cho nó không ảnh hưởng một cách tiêu cực đến các mục tiêu tài chính? Về vấn đề này tôi xin lưu ý mọi người một chút, trong cái việc là sử dụng nợ vay thì cần phải hết sức cẩn thận. Bởi vì những cái tư duy gọi là phải vay nợ, phải vay mượn, phải sử dụng thật nhiều cái vay nợ đi đầu tư đi ABC mới giàu được, đấy là một cái vô cùng sai lầm đối với đa phần mọi người nhé. Còn đối với những nhà tài phiệt, những người rất giỏi, đầu có sỏi, họ làm những cái dự án có thể sinh lời cả vài trăm phần trăm. Tôi lấy ví dụ như là tỷ phú Phạm Nhật Vượng chẳng hạn. Ông ấy tư duy khác người lắm. Ông ấy nhìn cái miếng đất mà mọi người thấy rằng định giá hiện nay khu vực ấy chỉ có 5 triệu đến 6 triệu. Ví dụ như là ở Gia Lâm, cái khu Ocean Park 1 ngày xưa chẳng hạn, xung quanh đấy giá đất hồi chỉ 5-6 triệu thôi. Thì mọi người bảo là, ông ấy bảo các bạn tư vấn là mày tư vấn cho anh xem là phương án đầu tư nào. Nó đưa ra phương án thế thì thôi không làm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chi phí bỏ vào đấy của ông ấy tối thiểu phải 10 đến 15, 20 triệu một mét vuông, mà giá ở đấy đang có 5 triệu.
Thế thì làm sao mà đầu tư được lỗ ngay? Nhưng mà ông ấy lại là một người có cái tư duy khác biệt. Đó là ông xây dựng một cái khu đô thị, một cái hệ sinh thái thật tuyệt vời đấy. Ông ấy lôi biển về đó. Thế thì khi đó thì ông ấy xác định được rằng à, cái chi phí của ông là 10 triệu, 20 triệu mét đi, nhưng ông có thể bán được 100, 100 rưỡi, 200 triệu chẳng hạn. Thế khi những cái cơ hội ý, những cái tư duy đó có những cái cơ hội sinh lời rất tốt mà nằm trong cái năng lực của ông có thể, thì ông ấy sẵn sàng có thể vay nợ 10, 12, thậm chí 13, 14, 15%, có những giai đoạn như thế. Đó, và ông làm chủ được cuộc chơi và ông rất thành công. Còn ngược lại, đối với những đa phần những người thông thường như chúng ta đi làm công ăn lương chẳng hạn, chúng ta không biết gì về đầu tư. Ví dụ nghe thấy người ta nói chứng khoán hay lắm, đất hay lắm, forex hay lắm, thế mà chúng ta đi vay, chúng ta đầu tư thế là chết rồi. Cái đó không nằm trong tay chúng ta. Thế thành ra rất rủi ro và rất nguy hiểm. Đó, bởi vậy cho nên là tôi quay lại cái vấn đề này, tôi trao đổi là chúng ta chỉ nên sử dụng đòn bẩy trong cái tầm hiểu biết và trong cái khả năng kiểm soát của chúng ta, cũng như cái sinh lời kỳ vọng của nó có thể cao hơn gấp 2 đến 3 thậm chí 4 lần so với cái chi phí đi vay, thì chúng ta mới nên sử dụng một phần để làm gia tăng cái tài sản của chúng ta nhanh chóng hơn. Còn nếu chúng ta không hiểu rõ, không có nhiều năng lực trong cái việc đó và chúng ta không nắm được cuộc chơi, thì tốt nhất chúng ta không nên vay nợ và chúng ta hãy đi từng bước một cách chắc chắn đã. Thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến gọi là sử dụng đòn bẩy nợ vay trong cái việc đầu tư. Còn tất nhiên nếu chúng ta có các cái nguồn lực, ví dụ như là từ gia đình, từ bố mẹ vân vân chẳng hạn, chúng ta có thể vay những nguồn vốn giá rẻ, tốt. Ví dụ như bây giờ với tôi chẳng hạn, gia đình mà có tiền gửi ngân hàng với lãi chỉ 4,5 đến 5% chẳng hạn, thì lúc đó tôi hoàn toàn tôi có thể mượn cái đó để tôi đi đầu tư. Bởi vì tôi có những cái khoản đầu tư rất chắc chắn, họ trả tôi trên 10% một năm. Thế thì tôi sử dụng cái đó rất hợp lý và nó mang lại cái giá trị rất cao. Thậm chí tôi về tôi có thể trả gia đình, trả bố mẹ thêm khoảng 1%, 2% mà tôi vẫn có lợi nhuận. Thế tức là chúng ta làm cho cái gọi lợi ích của chúng ta nó cùng tăng lên rất tốt, đúng không ạ? Thế thì đấy là những cái câu chuyện đó. Còn bây giờ bảo tôi mà vay nợ công ty chứng khoán 14, 15, 16% để tôi đầu tư thì chắc chắn là tôi không làm đâu. Đó, thì đấy là cái ví dụ để chúng ta lưu ý là tránh gặp những cái cạm bẫy mà về vay nợ rất nguy hiểm. Còn nếu mà các bạn mà lại còn đi vay vay nợ tài chính trả góp để mua điện thoại, mua laptop thì chết rồi. Bởi vì các bạn thiếu cái kỹ năng tài chính. Các ngân hàng, các công ty tài chính họ cho vay ấy, họ chỉ tính gọi là họ tính cái lãi suất ý theo một cái gọi là lãi suất đơn. Lãi suất đơn thì chúng ta nhìn cứ tưởng lãi suất thấp. Tôi lấy ví dụ như này, 10 triệu. Họ bảo là ui giời, lãi của ông là mỗi tháng chỉ 2% thôi. Tức là mỗi tháng chỉ cần phải trả 200 triệu tiền lãi, 200 tiền lãi rồi ông trả gốc gọi là 1 triệu nữa. Đó, thế thành ra chúng ta nghĩ rằng là cái lãi suất chỉ 2%. Nhưng thực tế khi chúng ta trả gốc tháng đầu tiên 1 triệu, tháng thứ 2 còn có 9 triệu, tháng thứ 3 còn có 8 triệu và tháng thứ 2, 12 còn có 1 triệu thôi, nhưng chúng ta vẫn phải trả 200.000 tiền lãi. Thế tức là cái tháng cuối cùng 200.000 chia 1 triệu gốc là lãi 20% một tháng cơ. Thì thực tế cái trung bình cái lãi suất đó nó lên đến 5-60% một năm cơ. Thế là cuối cùng là chúng ta đi cày chỉ để phục vụ cho các cái công ty tài chính. Thì đó là một công thức rất đơn giản nhưng mà đúng rồi, vẫn rất nhiều người không biết. Đúng rồi. Hay là cái câu chuyện sử dụng cái thẻ tín dụng như anh Nam vừa nói, nếu mà chẳng may chúng ta quên cái thì cái lãi suất nó nhân lên kinh khủng lắm. Thế thành ra thực tế là lời khuyên cuối cùng đối với đa phần mọi người ấy, đó là không nên vay nợ và không nên sử dụng cái thẻ tín dụng nếu mà chúng ta không có những cái nhu cầu đặc biệt cần thiết. Vâng, trong phần này anh Phục có trao đổi một câu chuyện về vay nợ trong đầu tư rồi. Là cơ bản là chúng ta cần đầu tư bằng tiền của mình và hết sức cẩn thận về câu chuyện của đòn bẩy của nợ vay, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì còn với cái câu chuyện mà vay nợ để mua các tài sản lớn như là mua nhà mua xe sao? Vâng, về cái câu chuyện vay nợ ở mua nhà mua xe ấy, thì chúng ta cũng lại lưu ý như này, nếu mà cái lãi suất nó tương đối hấp dẫn, tương đối mềm thì chúng ta mới nên vay. Và cái việc vay ở đây ấy, thì các cái ngân hàng họ cho vay thì họ sẵn sàng cho vay 70% giá trị tài sản, bởi vì sổ đỏ trong tay họ, rồi chung cư, rồi các cái nhà rất thanh khoản thì họ có thể bán và họ thu hồi nợ luôn. Còn việc của chúng ta không phải dựa vào cái việc là họ có thể cho vay bao nhiêu, mà việc của chúng ta là chúng ta có thể trả bao nhiêu. Đó, và cái quan điểm của tôi như này, thông thường mua nhà, mua các cái tài sản lớn ý, thì là những cái khoản rất khủng khiếp, rất lớn. Nếu mà chúng ta vay nợ quá nhiều ý, thì cái áp lực trả lãi vay và gốc vay nó quá lớn.
thì có thể làm cái chất lượng cuộc sống của chúng ta giảm đi một cách thảm hại cả, để vì cái việc là cầm một cái tờ sổ đỏ. Thế thành ra cái câu chuyện vay nợ ở đây ấy, đó là thứ nhất, tỷ lệ vay nợ nên thấp thôi nếu phải vay. Thứ hai là vay nợ chúng ta cần phải tính toán ra hàng tháng chúng ta trả gốc và lãi ấy, thì tốt nhất nó chỉ bằng khoảng độ 1/2 đến 1/3 cái lượng tiền dôi dư chúng ta có thể bỏ ra. Anh chị lưu ý nhé, chứ không phải 1/2 đến 1/3 thu nhập của chúng ta đâu nhé, mà là 1/2 đến 1/3 cái lượng tiền chúng ta có thể bỏ ra. Bởi vì sao? Bởi vì tiền tài chính của chúng ta bỏ ra, chúng ta còn phục vụ các mục đích khác, chứ không phải là tất cả là chỉ phục vụ cái nhà đó, cái xe ô tô đó. Thế do đó là chúng ta chỉ trích một phần như thế, còn phần còn lại chúng ta vẫn còn vào các cái mục tiêu tài chính khác. Ví dụ tôi lấy ví dụ vừa rồi thì tôi cũng gặp một số anh bạn gặp mình và trao đổi, anh bảo là chết năm 2-3 năm trước, bây giờ vay mua nhà đâu đó cái nhà 3 tỷ mà vay những 2 tỷ, thế thì bây giờ mỗi tháng trả đến 40 triệu cả gốc cả lãi, thế thì cuối cùng trả hết sạch luôn, không còn dư đồng nào. Thế thì cái câu chuyện là con cái bây giờ đi học cũng rất là khó, bởi vì con anh ấy thì cũng gần đến đại học rồi, gần đến đại học chi tiêu phải tăng rồi. Rồi thêm nữa là anh ấy cũng lo ngại là bây giờ là AI này, rồi là công nghệ áp dụng vào công việc rất là nhiều. Chính vì thế cũng lo sợ là công việc có thể bị ảnh hưởng, hoặc là ít nhất là cái tiền lương không thể tăng nữa. Thế thì cái việc là gánh nợ trả gánh nặng trả nợ ấy, thì nó lại còn kéo dài đến 10 mấy năm cơ. Thế thành ra rất là khó rồi. Đó thì đấy là một cái bài học mà nhà đầu tư cần phải rút ra, đó là vay nợ ít thôi, và cái số tiền lãi và gốc trả hàng tháng tốt nhất chỉ bằng 1/2 đến 1/3 số tiền chúng ta bỏ ra. Vâng, đây sẽ là một cái câu chuyện mà có lẽ là ở thời điểm hiện tại, với cái khi chúng ta bàn luận đến câu chuyện mua nhà đúng không ạ, thì cái phần chia sẻ của anh Phục có lẽ nó cũng hết sức là cần thiết với các quý vị anh chị, nếu ai đó đang có cái câu chuyện là sốt ruột muốn mua nhà bởi vì giá chung cư hiện tại là thời gian rồi đã tăng cao rồi, và còn đâu đó các phương tiện truyền thông cũng đưa tin là có thể nó còn tăng nữa. Câu chuyện đó chúng ta không biết, nhưng mà Nam, bản thân Nam cũng tương đối biết về một số người khá là sốt ruột trong việc mua nhà, thì mọi người hãy có những cái tính toán và hết sức là thận trọng trong câu chuyện này. Ở phần trao đổi rồi chúng ta đã có nhắc đến câu chuyện của quỹ giáo dục, và phần nào đấy là quỹ hưu trí, thì ở trong cái phần này Nam muốn đi rõ hơn về nội dung này, bởi vì nó cũng theo cái đặc thù của cái văn hóa và con người Việt Nam, thì cái câu chuyện của giáo dục cực kỳ được quan tâm. Và ở chúng ta thì có lẽ cái câu chuyện của việc là 18 tuổi các bạn sẽ vay nợ để đi học như ở các nước phát triển nó chưa được phổ biến đó, hoặc nói cách khác là bố mẹ vẫn sẽ là người tài trợ chính cho cái hành trình mà khi các bạn đủ 18 tuổi cho đến khi mà cái bước đường đại học hoặc sau đấy một chút đó. Thì vậy trong cái phần chia sẻ anh Phục có nói rồi về cái câu chuyện của gia đình anh Phục, còn với đại chúng thì sao, khi nào cái thời điểm mà phù hợp để chúng ta lập cái quỹ giáo dục cho con đó, cái thời điểm phù hợp? Vâng, về cơ bản thì ở Việt Nam của chúng ta thì với cái truyền thống thờ cúng tổ tiên này, cha truyền con nối, thế thành ra là chúng ta rất quan tâm đến các cái thế hệ sau, đặc biệt là về cái vấn đề học hành thì người Việt Nam sẵn sàng gọi là hy sinh đời bố để củng cố đời con đó. Đó thì cái câu chuyện như thế là thứ nhất. Thì thứ hai là khi chúng ta đi học, chẳng hạn anh em chúng ta gọi là sinh viên thì hay có một cái gọi là quỹ học bổng Utachi đúng không ạ, tức là ở nhà chi tiền cho mình đó. Thì cái câu chuyện là như thế. Thì đây cũng là một, nếu như trước đây ấy, thì thời tôi còn đi học thì chia sẻ với anh Nam là mỗi tháng hết có 180.000 tiền học phí thôi, tức là 4 năm đại học thì chúng tôi hết có 7,2 triệu thôi, 7,2 triệu học phí thôi. Nhưng mà bây giờ thì 7,2 triệu thì có đủ một kỳ không anh Nam nhỉ? Dạ, nó khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng đúng không? Thế do đó là chúng ta có thể thấy rằng là học phí bây giờ đắt gấp khoảng 20 lần. Đấy là Nam mới tham khảo với một bạn là học sau chúng ta là hơn 10 năm, học cùng với chương trình của chúng ta đấy ạ. Thì học phí của các bạn nó rơi vào khoảng độ 3 triệu cho đến 3,5 triệu, nói chung còn tùy cái số lượng tín chỉ. 1 tháng đúng không? Tức là gấp khoảng 20 lần đúng không? Đúng không ạ? Thì rất là khủng khiếp. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trước đây thì rõ ràng là lĩnh vực giáo dục thì được nhà nước gọi là gần như hỗ trợ hoàn toàn 100%. Đúng không?
Thì khi các trường tự chủ thì rõ ràng cái học phí nó phải tăng lên, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện trong tương lai nó còn tăng cao nữa. Bởi vậy cho nên cái vấn đề học phí cũng như là cái chi phí ăn ở trong tương lai đối với các sinh viên là một cái khoản rất lớn đối với các phụ huynh, chứ nó không còn nhẹ nhàng như ngày xưa nữa. Thế do đó rằng cái câu chuyện ở đây là các phụ huynh cần phải chuẩn bị càng sớm càng tốt, chứ không phải là nên bao giờ chuẩn bị, mà là càng sớm càng tốt, sớm nhất có thể càng tốt. Khi đó chúng ta sẽ chủ động trong được cái cuộc chơi này, chúng ta sẽ chủ động được cái kinh phí cho con sau này học, mà không phải gọi là chạy đôn chạy đáo, vay chỗ này mượn chỗ kia gửi cho con. Nó rất là phức tạp và mệt mỏi khi đến nơi, đúng không ạ? Đó, thì chính vì thế cho nên là tôi khuyên là, một lần nữa tôi khuyên là nên tự chủ càng sớm càng tốt, bằng cách là mỗi tháng tích lũy một ít. Còn nếu mà tôi lấy ví dụ như này, nếu mà tích lũy từ năm trước 18 năm bắt đầu thì có khi chỉ cần 1 triệu là đủ. Nhưng nếu đến năm thứ 10 mới bắt đầu tích lũy thì có khi cần con số đó nó phải cao gấp khoảng 4 đến 5 lần, tức là 5 triệu mới đủ. Thế do đó là chúng ta cần phải càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì tôi cũng phải lưu ý phụ huynh như thế này. Cái câu chuyện tất nhiên ở Việt Nam chúng ta, bố mẹ thành công chính là con thành công. Bởi vì sao? Bố mẹ kiếm lên đến cả ngàn tỷ, cả chục ngàn tỷ đi chăng nữa mà con không thành công thì cũng là thất bại. Nhưng ngược lại, bố mẹ kiếm được ít hơn 1/10 đi, bằng 1/10 thôi, nhưng mà con phát huy được thành công thì đấy lại là gia đình thành công. Nhưng chúng ta không nên gọi là dồn tất cả mọi thứ cho con. Tôi thấy nhiều gia đình còn bán nhà bán cửa để cho con sang Úc du học này kia, tức là bảo đầu tư vào tương lai của con. Nhưng thực ra điều đó là không hợp lý. Bởi vì sao? Như anh Nam có vừa chia sẻ, đầu tiên chúng ta cũng cần phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống của chúng ta, chính chúng ta nữa cơ. Đúng không? Là thứ nhất. Thứ hai, cái việc chúng ta dồn hết tiền cho con mà ngoài cái năng lực của mình như thế, tức là chúng ta đã gọi là đánh bạc với một cái canh bạc như vậy, thì rất rủi ro, rất mạo hiểm. Hơn nữa, chúng ta làm thế là vô hình chung sẽ áp lực cực kỳ lớn lên bản thân chúng ta cũng như con chúng ta trong tương lai. Thì từ đó không những chúng ta có một cái cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, chất lượng cực kỳ kém, mà ngay cả con chúng ta thì cũng bị những cái áp lực đó khiến cho các bạn ý có thể là vấp ngã, có thể là rất là khó khăn trong sau này, chứ không phải là các bạn thành công đâu. Thì cái câu chuyện ở đây là tất cả vì con hay vì tương lai, tốt nhất là như này, là bố mẹ hãy phấn đấu thật tốt đi và đồng hành cùng con thật tốt đi. Thế tức là bố mẹ cũng dành những cái tài chính phục vụ cho cuộc sống của bố mẹ và con, cho tình cảm tốt này, rồi là làm sao nỗ lực để phát triển công việc vân vân các thứ nó tốt hơn, và cho con học làm sao nó vừa phải với năng lực của mình. Đó, để thành ra là lúc ý thì vui cả bố cả mẹ, vui cả con, thì nó sẽ tốt hơn là cái câu chuyện là chúng ta dành tất cả mọi thứ cho con. Đấy, bên cạnh đó thì cái mục tiêu, một trong những cái mục tiêu lớn nhất đó là làm sao con tương lai có thể kiếm được tiền, đúng không? Có thể thành công. Vậy thì bố mẹ hãy quan tâm hơn một chút đến giáo dục tài chính cho con ngay từ sớm đi, đúng không? Và bố mẹ hãy là những người gọi là thông thái trong cái việc gọi là tài chính, bằng cách là đầu tư cho con một mức hợp lý, nhưng mà đạt được một cái hiệu quả nó cao hơn so với gọi là cái mức đầu tư đó là hiệu quả, chứ không phải cứ đầu tư càng nhiều càng tốt ạ. Vâng, ý này của anh Phục rất là hay. Nam có bắt được một keyword, đó là đầu tư cho con những cái điều mà tốt đẹp nhất. Thì thực ra mà nói là cái này như bản thân chúng ta cũng trẻ thôi, cũng mới có con thôi, nhưng mà cũng phải ít nhiều cũng có những suy nghĩ. Thì Nam thì Nam nghĩ thế này này, phải, chắc là chúng ta phải làm rõ cái điều gì là tốt đẹp nhất cho con. Và dưới góc nhìn của Nam thì Nam coi nó là nên là những thứ ở phía bên trong. Tức là nếu, ví dụ này, nếu như mà chúng ta cho tiền các bạn ấy, đó, thì nếu mà chúng ta có thể giúp cho các bạn thì có khả năng là các bạn biết cách để kiếm tiền, tức là khả năng các bạn nó tốt hơn, đúng không? Đó. Hay là hiểu biết về tài chính, tức là bản thân các bạn ấy tự biết, như anh nói, giáo dục các bạn từ sớm. Đó. Hay là câu chuyện của việc là cho các bạn ấy có một cái cuộc sống, chúng ta giúp các bạn có cái khó khăn thì chúng ta đến chúng ta giúp, thì sẽ tốt hơn nữa nếu như chúng ta có thể giáo dục và đồng hành cùng các bạn để các bạn có khả năng tự vượt qua được những khó khăn. Thì đó là sẽ là câu chuyện của việc là làm rõ cái gì là những cái thứ tốt đẹp mà nó nên hướng vào bên trong nhiều hơn. Còn ở trong cái góc độ của câu chuyện quỹ giáo dục thì Nam thấy thế này anh Phụ. Thực ra hiện tại thì ở các thành phố lớn đi, thì cái câu chuyện là
du học hay gì đấy khi con 18 tuổi thì nó là một vấn đề. Tuy nhiên là cái chi phí cho giáo dục từ khi các bạn ấy còn rất nhỏ nó đã là khá cao rồi. Đó. Vậy thì quay lại với cái chia sẻ của anh Phục, có lẽ là chúng ta nên đặt ngược lại vấn đề, nó cũng không phải thời điểm nào nên bắt đầu, mà có lẽ là bắt đầu càng sớm càng tốt, và bắt đầu như thế nào thôi. Đó. Bởi vì là khi kể các bạn học ở các bậc học mầm non, mẫu giáo đấy, cho đến tiểu học, thì cái chi phí cho cái việc các bạn đi học, Nam hoàn toàn tin là cũng chiếm cái tỷ lệ tương đối lớn trong cái chi tiêu của gia đình rồi. Đó. Thì có lẽ câu chuyện với chia sẻ của quý anh chị ở trong nội dung này nó sẽ là như thế, bắt đầu càng sớm càng tốt và có sự đồng hành. Đó. Và nhắc đến câu chuyện của tài chính thì nên có cái sự mà giáo dục của bố mẹ, đồng hành của bố mẹ trong cái câu chuyện đấy nữa, không chỉ đơn giản là chúng ta cho các bạn tiền. Đúng không ạ? Vâng, và một câu hỏi mở rộng thêm thì sao ạ? Anh nghĩ sao về cái câu chuyện của quỹ lập nghiệp dành cho con? Vâng, thực ra là về cái câu chuyện như này, nếu mà cá nhân tôi Phục chia sẻ là nếu mà cái tài chính của bố mẹ có những cái sự dồi dào ấy thì cái việc đó cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên thì thông thường thì tôi nghĩ là nên hãy trang bị cho con những cái nền tảng kiến thức, không những là từ nhà trường mà từ bố mẹ, đó là trang bị những kiến thức về tài chính, về kinh tế, kinh doanh, về vân vân. Bởi vì dù sao các bạn làm lĩnh vực gì cũng thế thì cái yếu tố tài chính nó không thể tách rời trong cái cuộc sống sau này. Ở đó thì khi chúng ta trang bị cho các bạn ấy, rồi các bạn ấy tự bươn trải, tự gọi là chiến đấu, nhưng mà có cái đồng hành cùng bố mẹ đồng hành, thì sẽ giúp các bạn có thêm những cái kinh nghiệm tốt hơn. Và cái việc là các bạn ấy khởi nghiệp hay các bạn ấy gọi là kinh doanh hay vân vân ấy, thì nên để các bạn ấy đi từng bước từ từ hơn là chúng ta chuẩn bị cho các bạn ấy. Nhưng tôi cũng bàn với vợ ở nhà, đó là nhưng chúng ta vẫn có phải có một quỹ dự phòng. Bởi vì trong những cái trường hợp mà con khó khăn nhất chẳng hạn, mà lúc ý có thể là cái sức khỏe tài chính mọi thứ của mình cứ không phải quá mạnh, thế thì mình cũng cần phải có một cái dự phòng như thế. Mà không những cho con mà có thể là những người xung quanh của chúng ta, đúng không ạ? Thế chính vì thế cho nên là vẫn nên xây một cái quỹ gọi là quỹ dự phòng tài chính cho tương lai. Đấy, chứ không phải là cho con nữa mà cho tương lai. Thì cái quỹ này thì cũng không nên cho con biết, mà nếu có xảy ra khó khăn thì lúc ấy chúng ta mới khó khăn nhất, chúng ta mới bung ra. Còn cái việc là khởi nghiệp hay việc kinh doanh hay vân vân của con ấy, nên để con tự chủ động. Và cái việc chúng ta cần làm tốt nhất đó là trang bị cho con những cái kiến thức về kinh tế, kinh doanh, đầu tư ngay từ nhỏ. Cái đó thì nó quý giá hơn so với những cái khoản tiền đầu tư. Đó, bởi vì khi khởi nghiệp, khi kinh doanh ấy, thì cũng không phải cần quá nhiều vốn. Thực sự là như thế. Hãy bắt đầu từ thứ nhỏ nhất. Và cái cần nhất là những cái mà giúp cho cái kinh doanh ấy có thể đi được xa hơn. Đó, thì đấy là những cái mà phụ huynh nên chuẩn bị. Vâng, thì tóm lại câu chuyện vẫn sẽ là đầu tư cho giáo dục và cho cái những cái gì về mặt hiểu biết và kỹ năng mà tự các bạn có, đúng không ạ? Vâng. Và câu chuyện tiếp theo, chúng ta vừa nói đến về vấn đề giáo dục rồi, và vậy thì còn cái câu chuyện về quỹ hưu trí thì sao? Ở Việt Nam thì nó sẽ có một số những câu chuyện tương đối khác so với các nước phát triển, đó là cái an sinh xã hội của chúng ta. Một nước đang phát triển và chúng ta vẫn còn tương đối nhiều việc phải làm. Ngân sách nhà nước vẫn phải dùng nhiều cho câu chuyện của đầu tư, mua sắm, xây dựng cơ sở hạ tầng, và cái an sinh xã hội cho những cái người cao tuổi chưa thực sự là tốt như nhiều nước trên thế giới. Vậy thì một câu hỏi hết sức trực tiếp thôi, theo anh thì các cái phương pháp tiết kiệm hoặc đầu tư như thế nào hiệu quả để chúng ta có một cái quỹ hưu trí tốt cho các gia đình ở Việt Nam? Vâng, trước tiên thì phải nói rằng là một trong những cái nước mà có cái quỹ hưu trí thuộc dạng tốt nhất cho những người nghỉ hưu trên thế giới, đó là Mỹ và Nhật. Tuy nhiên thì tôi có trao đổi cùng các cô chú anh chị ở bên đó, thì họ cũng cho rằng là ok, cái hưu trí của họ nếu dựa vào cái đóng bảo hiểm ấy, rồi có hưu ấy, lương hưu thì họ không đủ sống, hoặc là họ cũng phải rất là tiết kiệm và chi ly thì mới có thể sống được, chứ không phải là sống thoải mái đâu. Đấy là một cái nước làm rất tốt như Mỹ và Nhật Bản. Và ở các nước ấy thì cái môi trường đầu tư thì nó cũng sinh lời tốt cho cái quỹ hưu trí đó. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta phải thừa nhận rằng là cái điều đó của chúng ta sẽ kém hơn rất nhiều, dựa trên các cơ sở như sau. Thứ nhất là chúng ta đóng bảo hiểm là đóng trên lương cơ bản chứ không phải trên toàn lương.
trừ những anh chị mà làm cho các liên doanh hay các công ty nước ngoài thì mới được đóng full lương thôi. Chứ đa phần chúng ta đóng theo lương cơ bản. Vậy thì nếu mà đóng theo lương cơ bản mà trong khi cái quy chế mới về lương hưu ấy, chúng ta chỉ được vài chục phần trăm cái phần đóng thôi. Đó thì rõ ràng là các anh chị có thể thấy rằng ví dụ thời điểm hiện tại mà lương hưu khoảng độ 3 triệu thì làm sao mà đủ sống được? 3-4 triệu làm sao đủ sống được? Đúng không? Chứ đừng nói đến cái câu chuyện là có một cái cuộc sống nghỉ hưu an nhàn và thoải mái. Đúng không? Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị thêm cái quỹ hưu trí riêng ở bên ngoài cho mình. Thì cái việc chuẩn bị quỹ hưu trí này thì chúng ta phải tùy thuộc vào cái độ tuổi của chúng ta. Nếu mà bây giờ tuổi chúng ta cũng tương đối cao một chút, ví dụ như tuổi chúng ta là 45-50 rồi chẳng hạn, chỉ còn độ hơn 10 đến 15 năm nữa về hưu, thì chúng ta hãy tìm đến những cái kênh tài sản đầu tư có cái tính an toàn cao hơn một chút. Ví dụ như là các cái trái phiếu, chọn lọc kỹ một chút, có tài sản đảm bảo. Thế thì nó sẽ an toàn và có cái lợi suất cũng ổn. Về lâu dài thì tôi tin rằng là có thể đạt khoảng độ 8%. Còn nếu mà an toàn hơn thì đó là gửi vào các cái ngân hàng thì lãi suất đâu đó về lâu dài cũng chỉ được khoảng độ 4-5% thôi. Đó, nhưng mà đấy cũng là một cái giải pháp không lựa chọn cuối cùng thôi. Còn tốt nhất là nên đầu tư vào trái phiếu và một phần cổ phiếu. Còn đối với những người trẻ hơn ý, thì nên đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản chẳng hạn. Thì đấy là những cái tài sản mà có cái rủi ro cao hơn một chút nhưng mà có cái tiềm năng sinh lời rất tốt trong tương lai. Vậy thì để giảm thiểu cái rủi ro trong cái việc đầu tư cổ phiếu hay bất động sản ấy, đó là các bạn hãy là bớt một chút thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần đi để tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn về các cái phương pháp đầu tư, chiến lược đầu tư. Nhưng lưu ý chúng ta đầu tư là đầu tư để quỹ nghỉ hưu, chính vì thế phải là đầu tư mang tính chất dài hạn và theo đầu tư giá trị. Thì lúc ý mới mang lại được một kết quả ổn định, tăng trưởng cao trong tương lai được. Chứ không phải là chúng ta dành thời gian để chúng ta đánh bạc ở trên thị trường chứng khoán. Thì đó là không phải và không thể giúp chúng ta nghỉ hưu một cách an nhàn và hiệu quả được. Thì về cái vấn đề này thì tôi xin chia sẻ thêm. Thì AZFIN có một cái chương trình gọi là tích sản cổ phiếu. Thì AZFIN chính là nơi sáng lập ra cái trường phái tích sản cổ phiếu. Và cũng đã vận hành đâu đó được hơn 4 năm rồi. Và cũng khá hiệu quả. Và cũng đến gần chục ngàn nhà đầu tư tham gia chương trình này rất là hay. Thì tức là mỗi tháng chỉ cần tích lũy một ít bỏ vào đầu tư thôi. Thì có thể là tích sản theo cho con du học này, tích sản cho ăn học đại học này, tích sản để mua nhà này, hoặc tích sản để nghỉ hưu này, rất là phù hợp. Thì trong đó thì AZFIN cũng có những cái danh mục cổ phiếu đến 40-50 cổ phiếu cho nhà đầu tư lựa chọn. Rồi cũng phân bổ ra đó là một nhóm là tăng trưởng, một nhóm là cân bằng, một nhóm là phòng thủ chẳng hạn. Thì nó rồi trong đó thì lại cũng có những cái công cụ xác để cho nhà đầu tư có thể gọi là xác nhận được xem là mình thuộc nhóm gọi là rủi ro cao hay rủi ro thấp. Rồi cũng có hướng dẫn là xây dựng một cái danh mục dựa trên những cái khẩu vị rủi ro đó, để từ đó thì giúp nhà đầu tư có thể phù hợp với bản thân và hiệu quả một cách lâu dài được. Thì đấy là những cái chia sẻ của tôi về cái việc xây cái quỹ hưu trí là như vậy. Ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta đã nói đến cái nhiều hơn đến góc độ về đầu tư, đúng không ạ? Thì ở phần đầu tiên chúng ta đã nhắc đến câu chuyện của một trong số những cái mục tiêu mà có lẽ là khi mà ai đó đầu tư hay là ở trong cái phần mà đã lên cho mình những kế hoạch về tài chính, mọi người cũng sẽ nghĩ đến và sẽ nhiều người đưa vào, đó là cái mục tiêu về tự do tài chính đó. Mà nếu đã nhắc đến tự do tài chính thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua cái câu chuyện về các cái nguồn thu nhập thụ động, đúng không ạ? Đó. Thì ở cái phần này anh Phục có thể chia sẻ một cách nó cơ bản và chi tiết một chút về câu chuyện là chúng ta nên có các cái nguồn thu nhập thụ động nào để giúp cho các cái gia đình đạt được mục tiêu tài chính của mình. Vâng, để tự do tài chính rõ ràng rằng là ý nghĩa ở đây tức là như này. Chúng ta không cần phải gắn vào những cái công việc hàng ngày để dựa vào cái đó để sống. Mà ngay cả việc là chúng ta không thực hiện những cái công việc đó thì những cái nguồn thu nhập cũng có thể chu cấp tương đối đầy đủ cho cuộc sống chúng ta. Đó, thì ví dụ như theo tính toán thì ở Việt Nam hiện nay ấy, thì thời điểm hiện nay thì nếu mà khoảng độ 10 tỷ đầu tư và nguồn thu nhập thụ động một năm đâu đó khoảng độ 700 triệu là có thể tự do tài chính được. Đó, tự do tài chính được với cái điều kiện là các cái tài sản khác đã có. Đó, thì cái câu chuyện này là một cái điều hết sức được quan tâm của mọi người. Bởi vì nói chung là chúng ta sống một cuộc sống gọi là có mấy chục năm thôi. Đúng không ạ? Đi lao động vất vả rồi thì cũng mong muốn là có một cái thời gian mà có thể tận hưởng cuộc sống.
hay là cao hơn là chúng ta cũng có dồi dào tài chính để chúng ta hỗ trợ giúp đỡ mọi người, giúp đỡ xã hội vân vân. Đó, thì cái việc muốn tự do tài chính được thì cái câu chuyện là đó là một cái lộ trình dài. Và chúng ta cần phải có tối thiểu 2 đến 3 nguồn thu nhập thụ động thì mới có thể đảm bảo được cái độ an toàn để có thể tự do tài chính. Bên cạnh đó là cái nguồn tiền, dòng tiền sinh ra hàng năm của chúng ta cũng phải tương đối cao và phải tăng trưởng theo thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì lạm phát luôn có, đúng không? Đó, thế do đó rằng là với AZFIN chẳng hạn thì ngay bản thân công ty cổ phần AZFIN chúng tôi thì cũng đã đang có cái xây dựng cái danh mục đầu tư để hướng đến dòng tiền cho doanh nghiệp, để làm sao lúc khó khăn nhất xảy ra với công ty thì cũng có cái nguồn thu nhập thụ động ấy đủ đáp ứng được cái chi phí hoạt động cho công ty trong cả năm đó chẳng hạn. Đó, thì cái việc này là việc rất cần thiết. Và với các nhà đầu tư ở trên thị trường ấy, thì nếu có thể thì tôi nghĩ rằng hai kênh có thể xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động tốt ấy. Một đó là kênh tài chính liên quan đến cổ phiếu và trái phiếu. Thứ hai thì có thể là liên quan đến kênh bất động sản. Nhưng lưu ý bất động sản thì nó bị thiên về tăng giá nhiều hơn một chút là dòng tiền. Đó, thế thành ra là chúng ta cũng phải cân đối cơ cấu để làm sao cho cái tỷ trọng hợp lý. Thì càng về cái lúc mà chúng ta cần cái dòng tiền nhiều hơn, đó, tức là càng về sau ấy, thì chúng ta sẽ càng chuyển dịch nhiều hơn về cái lĩnh vực đầu tư liên quan đến tài chính chứng khoán, bao gồm cả cổ phiếu, trái phiếu. Thì lúc ấy cái dòng tiền của chúng ta nó được ổn định, nó được cao hơn. Đó, thì đấy là về cái việc là xây dựng để tự do tài chính. Đó là các cái kênh mà tóm lại theo cái quan điểm của anh Phục là chúng ta sẽ có kênh về tài chính, đúng không? Đúng rồi, cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản, dòng tiền. Vâng. Tuy nhiên thì thực tế ra mà nói là như anh có nhấn mạnh, bất động sản thì sẽ nghiêng về hướng tăng giá hơn. Còn giá trị dòng tiền tạo ra nó cũng sẽ, như cá nhân chúng ta thì chúng ta đánh giá là thấp hơn so với cái nếu mà như chúng ta có thể làm được với kênh cổ phiếu, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Đó. Và ở trong phần của anh Phục có nói đến cái câu chuyện của phòng thủ trong những kịch bản không tốt, thậm chí là khủng hoảng. Vậy thì trong trường hợp mà gia đình đó, mà gặp một cái khủng hoảng tài chính thì sẽ có những cái phương án và nên thực hiện như thế nào để ổn định lại tình hình và có thể tiếp tục giữ vững những cái mục tiêu tài chính mà mình đã đặt ra từ trước. Vâng, thì cái câu chuyện nó phải là bắt đầu từ trước, chứ không phải là được khi khó khăn xảy ra rồi chúng ta mới tìm ra các câu chuyện để có thể xử lý. Lúc đó thì thường đã quá muộn rồi. Đây là phòng ngừa. Đúng rồi, thế thành ra là để mà làm được cái việc để ứng phó được những rủi ro, những khó khăn trong tương lai, thì đó là cái câu chuyện chúng ta nên xây dựng cái tháp tài sản làm sao cho nó vững vàng, bền vững nhất, thì khi đó chúng ta sẽ có thể ứng phó. Thì tháp tài sản ở đây là gì? Đầu tiên là về cái lớp tài sản nền tảng nhất gắn với chúng ta nhất, đó là tài sản vô hình liên quan đến kiến thức, năng lực, trình độ vân vân, để từ đó có thể kiếm ra tiền trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, đúng không ạ? Như người Do Thái nói là có hai thứ mà người ta không thể lấy được khỏi bạn: một là thức ăn ở trong người, hai là cái kiến thức trong đầu. Đó, thì đấy là cái chúng ta cần phải trang bị để làm sao mà chúng ta có được một cái tài sản đó để sinh lời rất tốt gắn với bản thân chúng ta bất kỳ hoàn cảnh nào. Tiếp theo là lớp tài sản thứ hai, đó là lớp tài sản về phòng vệ. Thì chúng ta cũng nên phân bổ một phần cho bảo hiểm, một chút cho bảo hiểm. Nhưng lưu ý là bảo hiểm đâu đó chỉ phân bổ nên dưới 5% thu nhập của chúng ta thôi. Có một số trường hợp họ mua bảo hiểm một năm lên đến 5-70 triệu trong khi thu nhập 5-100 triệu. Thế là bị bảo hiểm lừa rồi. Chứ không phải đấy là mua bảo hiểm, mà đấy là mua gánh nợ chứ không phải mua bảo hiểm. Lưu ý là bảo hiểm là giới hạn trong khoảng 5% thu nhập chúng ta thôi. Và mua bảo hiểm là bảo hiểm, chứ không phải là mua bảo hiểm là mua gói đầu tư. Đó đó, thì lưu ý là như thế, đúng không? Rồi tiếp theo cái tài sản phòng vệ ở đây là vàng, nên có. Vàng là phải có. Nhiều người cho rằng vàng không sinh lời hơn lãi gửi tiết kiệm. Mua bán thì cái phí chênh lệch cao, không sinh lời bằng bất động sản, bằng cổ phiếu. Đầu tư vào làm gì? Thì nó có tác dụng, đó là phòng ngừa rủi ro những cái trường hợp khó khăn nhất, phải phòng vệ. Tôi lấy ví dụ như này: nếu mà chiến tranh đang xảy ra ở Palestine, ở Israel, vân vân, ở các nơi chẳng hạn, ở Úc, ở Ukraine chẳng hạn,
cái gì có giá bây giờ? Lúc ấy chỉ có vàng thôi. Vàng có thể đổi ra thức ăn, đổi ra rất rất nhiều thứ khác. Nhưng mà cổ phiếu, đất hay này kia thì lúc ấy thành giấy hết rồi. Tiền gửi ngân hàng thì bị lạm phát, vân vân. Đúng không ạ? Thế do đó là cần phải có. Rồi tiếp theo là chúng ta cũng, đối với người Việt chúng ta, đối với những người Á Đông chúng ta, thì cũng gọi là có mảnh đất để cắm rủi. Đó, thì thông thường thì chúng ta sẽ nhận được thừa kế từ cha ông, sẽ có một miếng, đúng không ạ? Thì đấy cũng là một cái miếng phòng thủ tốt. Ngoài ra nếu để an toàn hơn thì thêm một miếng nữa, đúng không ạ? Đó, thì đấy là về cái việc phòng thủ. Rồi tiếp theo là chúng ta xây những cái tài sản thu nhập. Đó, thu nhập ở đây có thể là chúng ta đầu tư vào kinh doanh cùng bạn bè vân vân chẳng hạn. Nhưng mà lưu ý cái vấn đề này rủi ro cao lắm đấy. Thế thành ra phải là người thật chắc chắn, thật ngon nghẻ thì chúng ta mới tham gia, không thì đừng có bỏ tiền vào. Bởi vì tôi biết rằng là 10 vụ mà hợp tác làm ăn với nhau thì 9,9 vụ là thất bại. Đấy thì cũng phải lưu ý một cái điều như đấy. Thì cái thu nhập này thì có thể xây dựng trên đó là trái phiếu. Tốt. Trái phiếu thì sau một năm khủng hoảng năm 2022 thì bây giờ thị trường trái phiếu phát triển tốt hơn. Hơn nữa chúng ta nên bớt một chút thời gian học về trái phiếu. Thì đâu đó thì cũng chỉ mất một vài tháng tìm hiểu mà mỗi ngày một ít thôi. Thì chúng ta sẽ có được những cái bộ công cụ mà chúng ta xác định được đâu là trái phiếu tốt, đâu là không. Thì có cái lợi suất cao hơn gửi ngân hàng cũng khá tốt. Thì đấy là tài sản thu nhập. Rồi bên cạnh đó thì cũng có thể là chúng ta đầu tư vào những cái cổ phiếu mà có cái tính phòng thủ cao, cổ tức tốt. Ví dụ ở Việt Nam có những ngành như ngành tiện ích này. Tiện ích bao gồm điện, nước vân vân ấy, vẫn vừa tăng trưởng mà lại trả cổ tức cao. Rất an toàn cho nhà đầu tư có thể tham gia. Đó, đấy dòng tiền thậm chí còn cao hơn cả trái phiếu mà vẫn còn tăng trưởng cơ. Đấy, rồi tiếp theo là các cái tài sản tăng trưởng thì chúng ta có thể đầu tư vào những cái cổ phiếu hàng đầu, những cổ phiếu tăng trưởng. Đúng không? Thì từ đó có thể giúp gia tăng cái tài sản tốt hơn. Thế như vậy là khi mà xây dựng được một cái tháp tài sản gồm 4 cái lớp như thế, đó là vô hình này, phòng vệ, thu nhập và tăng trưởng ấy, thì rõ ràng rằng là khi khó khăn xảy ra thì khó khăn đến đâu thì chúng ta sẽ sử dụng các tài sản đến đấy. Ví dụ những cái khó khăn mà không cần quá nhiều thì chúng ta có thể sử dụng một chút cái tài sản tăng trưởng. Đây là các cái cổ phiếu tăng trưởng chẳng hạn, chúng ta chuyển dịch sang để xử lý, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cần thiết thì hơn nữa thì chúng ta có thể lôi vàng ra chúng ta xử lý những cái câu chuyện như thế. Đó thì đấy là cái cách mà đối phó tốt nhất với những cái khó khăn khủng hoảng. Vâng, tức là cũng sẽ là một câu chuyện hết sức là có lớp có lang, chứ không phải là chỉ là câu chuyện khi mà mọi thứ nó tệ thì chúng ta làm gì, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho những câu chuyện liên quan đến phòng ngừa từ trước đó thôi. Vâng, cảm ơn anh Phục. Trong nội dung trao đổi ngày hôm nay thì AZFIN mong muốn là chúng ta đã cùng nhau có một cái câu chuyện để tháo gỡ phần nào cái sự khó khăn ở cái bước đầu tiên khi mà chúng ta tiếp cận ở góc độ quản lý tài chính, quản lý gia sản. Đó là đặt cho mình các mục tiêu, đúng không ạ? Vâng, vậy thì Nam xin phép là tóm tắt lại nội dung chính của ngày hôm nay như sau. Chúng ta đã có nói về cái câu chuyện của cái vai trò tối quan trọng của mục tiêu tài chính trong hoạch định và quản lý gia sản. Và nhìn nhận phải một cách rõ ràng là đây cũng là cái điểm nghẽn đầu tiên với những người đang phụ trách tài chính ở trong gia đình mình, đúng không ạ? Và các cái trong, về cơ bản thì các cái công việc lớn ở trong gia đình như mua nhà, mua xe, các tài sản có giá khác, hay là câu chuyện của việc quỹ giáo dục hay du học, thì nên được chúng ta đưa vào các cái mục tiêu cụ thể tổng hòa ở trong rất nhiều thứ mà chúng ta quan tâm, đó là thu nhập, tiết kiệm, chi tiêu cho tới đầu tư, và nên thực hiện càng sớm càng tốt. Và với bối cảnh của Việt Nam thì AZFIN có một cái góc nhìn đó và chiến lược của mình để giúp các cái gia đình có thể hoạch định cái quỹ giáo dục này, quỹ hưu trí, và cái phương pháp mà tạo cái thu nhập thụ động như anh Phục có chia sẻ một cách rất là rõ ràng. Chúng ta cần phải thực hiện sớm việc này, chúng ta cần phải có cái sự quy hoạch và đưa ra cho mình các cái phương án đối phó với khủng hoảng tài chính thông qua cái việc mà hoạch định sớm cái tháp tài sản trong gia đình, vừa có tính phát triển, vừa có tính giúp chúng ta đi lên, nhưng lại rất hay ở góc độ phòng vệ, và chúng ta sẽ chủ động được khi mọi thứ khó khăn xảy ra, đúng không ạ? Vâng. Và lời kết thì AZFIN mong rằng các ekip thực hiện sẽ tiếp tục nhận được những cái sự quan tâm, đóng góp, các cái câu hỏi cũng như là các cái nhận xét để giúp cho anh Phục cũng như Nam và ekip thực hiện chương trình sẽ đưa ra các nội dung hấp dẫn và có giá trị hơn. Và một lần nữa chúc anh chị thành công trong hành trình đầu tư, và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo của chương trình.